Mình xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tìm xe ở dưới bùn đấy nha các bạn. Wow, mình nghĩ ở trong này rất là nhiều xe luôn. Nào, bây giờ các bạn hãy cùng với mình đào nào. Đây, mình sẽ đào cái đầu tiên đấy các bạn. Wow, mình sẽ đào cái này nè. Wow, bạn ơi, mình phát hiện ra một chiếc xe này. Không biết là xe gì đấy các bạn nhỉ? Lát nữa mình sẽ rửa cho các bạn xem nhé. Mình sẽ bỏ vào thau nào. Cùng đào tiếp nào. Mình sẽ đào đây. Wow, wow, các bạn ơi. Đây, đây, đây. Mình đã đào được đây. Wow, cái này hình như là máy bay đấy các bạn ơi. Wow, rồi mình sẽ bỏ vào đây nhé. Hay thế, mình phát hiện ra. Đưa lên nhé. Wow, các bạn ơi, mình đã đào được này. Không biết là xe gì đấy các bạn. Đó. Nào, cùng đào với mình tiếp nào. Hôm nay mình nghỉ ở trong bùn này có rất là nhiều xe đó các bạn. Chắc chắn sẽ toàn là xe đẹp thôi. Wow, đây, mình đã đào thêm một em xe đây. Wow, mình chỉ nhìn thấy là cái màu trắng thôi nha các bạn. Đây. Đó. Rồi mình sẽ bỏ vào thau nha. Nào, cũng đào tiếp nha các bạn ơi. Đây, 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 đây. Thấy rồi các bạn ơi. Đây. Một chiếc xe nữa. Wow. Wow, các bạn xem này. Đó. Xe này dính rất là nhiều bùn luôn này. Đó, mình sẽ bỏ vào thau nha. Đây, cũng đào tiếp cho mình nào. Wow. Đây này, mình sẽ đào cái chiếc xe này đây. Đây. Wow, cái xe này rất là to luôn đó các bạn. Sẽ đào đây. Ây da, wow, các bạn ơi. Mình đã đào được một chiếc xe siêu to khổng lồ luôn này. Đó. À, cái này là một chiếc xe thuận bê tông này các bạn. Wow. Rồi mình sẽ bỏ vào thau nha. Cùng đào tiếp nào. Đây, mình sẽ đào sâu xuống nha. Đây các bạn. Đây, mình thấy rồi đây. Đây, mình sẽ đưa lên nha. Đưa lên ạ. Wow. Đây, các bạn ơi. Một chiếc xe nữa dính bùn rất là nhiều luôn. Wow, đây, mình sẽ bỏ vào thau nha. Nào, đưa mình tiếp nào. Bây giờ mình sẽ đi vô đây nha. Wow, các bạn thấy không? Người mình bây giờ dính rất là nhiều bùn lắm nha. Rồi mình sẽ đi vô đây, mình sẽ đào nha. Đây. Mình sẽ đào đây nha. Wow, wow. Đây các bạn ơi. Nặng quá các bạn ơi. Xe gì mà nặng quá các bạn ạ? Wow. Là một chiếc xe cứu hộ này các bạn. Đó. Cái này mình thấy cái cứu hộ này các bạn. Đó. Wow, mình sẽ bỏ vào thau nha. Nào, cùng đi với mình nào. Wow, đào tiếp vào đây các bạn. Đào nào. Tiếp nào. Wow, xe đâu hết rồi các bạn ơi. Sao mà sâu thế các bạn. Đây, 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 mình phát hiện ra đây. Đây, đây một cái bánh xe đây các bạn. Đây, mình đưa lên nhé. Để nhá. Mình sẽ đào xuống để lấy xe cho dễ nhá. Nào, đào nào, bố lên. Wow, vẫn không được các bạn ạ. Đây, mình sẽ đào tiếp nè. Mình sẽ đào xung quanh đây. Nào, đưa lên. Nào. Wow, các bạn ơi. Wow, một chiếc xe dính rất là đầy bùn, cực kỳ nặng luôn nhé các bạn. Đó, mình sẽ bỏ vào thau nhé. Nào, cùng đào tiếp với mình nào. Rồi, mình sẽ đào tiếp ở đây. Xem có cái xe nào nữa không nhé các bạn. Không thấy xe nào nữa các bạn ơi. Mình đào tiếp ở bên này xem nữa nào nhé. À, đây đây đây. Mình phát hiện ra đây. Wow. Cái này hẳn là một chiếc xe rất là to nữa các bạn. Đó. Thôi mình đào nhé. Wow. Các bạn ơi, mình đào rất là mệt luôn rồi. Mệt các bạn ơi.
cùng đào tiếp nào. Đây, mình sẽ đưa lên nữa. Wow, nặng quá các bạn ạ. Đây, mình sẽ móc vào đây. Wow, các bạn ơi, wow, bị gầy đây các bạn ơi. Đây, wow, một chiếc xe rất là to luôn. Wow, cái này là xe siêu to khổng lồ này. Wow, các bạn nhìn cái bánh này. Đó. Wow, rất là to luôn này. Wow, mình sẽ đổ. Wow, các bạn nhìn cái ben xe này. Cái này chắc là xe ben rồi các bạn này. Đó. Rồi. Rồi mình sẽ bỏ hết vào đây nha. Cái này nữa này. Cái này này. Đó, cái này là bộ phận gì của xe đây. À, mình sẽ bỏ hết vào đây rồi mình bỏ vào thau nha. Đó. Mình sẽ bỏ vào đây nha. Nào, đi đào tiếp với mình nào. Ui, lún quá các bạn ơi. Nào, cũng đi đào tiếp với mình nào. Đây. Đấy các bạn này. Ui, mình phát hiện ra cái gì đấy các bạn ơi. Xem nào. Hình như là một cái bì cho đó các bạn ạ. Đó. Đây là mình đào tiếp mình lấy ra nhá. À, đây, được cái đấy đó các bạn. Wow. Wow, cái gì đấy các bạn ơi. Một cái bì gì đây. Để mình xem nào. Wow, hình như là ở bên trong có xe đấy các bạn ạ. Đó. Wow. Đó. Lát nữa mình sẽ để các bạn xem có xe gì bên trong nhé. Rồi mình sẽ bảo vào đây. Nào, cùng mình đào tiếp nào các bạn. Wow. Đây. Mình sẽ đào tiếp nhé các bạn. Mình sẽ đào đây để mình thấy đây này. Mình đã thấy có xe rồi này. Đây, đây. Wow. Các bạn ơi. Một chiếc xe nữa này. Wow. Wow, cái này là một chiếc xe ben. Đó. Mình sẽ bảo bạn nha. Nào các bạn, cùng đào tiếp với mình nào. Xe đâu hết rồi các bạn ơi, để mình lùi xem nhé. Đây, mình sẽ lùi xuống đây. Để mình đào tiếp ở đây nha. Ôi, các bạn ơi, mình nhìn thấy có cái gì đấy các bạn này. Mấy xe gì đấy các bạn. Để mình đào này. Mình đưa lên nhé. Wow. Wow. Đây các bạn ơi. Wow. Một chiếc xe. Wow. Rồi mình sẽ để vào đây nha. Wow. Không biết là còn xe không các bạn ơi. Mình sẽ đào tiếp này. Xe đâu hết rồi các bạn ơi. Đây, mình sẽ đào bên này nè. Wow, các bạn ơi, mình phát hiện ra rồi. Wow, cái này là cái gì đó các bạn. Cái này là bộ phận gì của xe này. Đó. Rồi mình sẽ bỏ vào thau nha. Rồi cùng đào tiếp nào. Wow, hình như là hết xe rồi các bạn ơi. Các bạn xem mình này. Wow, toàn dính đầy bùn. Bây giờ mình sẽ đi tắm cho các em xe và mình sẽ tắm thật sạch sẽ nhé các bạn ơi. Nào, cùng đi với mình nhá. Nào, bây giờ mình sẽ đi tắm cho sạch sẽ nhé các bạn. Đây, đây. Mình sẽ đi tắm ở đây nha. Mình sẽ xả nó xuống này. Yeah. Đây các bạn ơi. Wow. Mình sẽ rửa cái bánh xe nhé. Rồi mình sẽ rửa cái xúc nhé các bạn. Đó. Có thấy không nè. Xe cậu xúc đất rất là đẹp luôn nha. Đó. Cái này là chỗ để lái nhé các bạn. Đó. Các bạn nhìn bánh xe này. Wow. Quá to luôn nha các bạn. Wow. Đảo quá các bạn ơi. Đây cái xúc đây. Tuyệt vời luôn nha các bạn. Mình sẽ tắm cho sạch sẽ nè. Đó. Wow, một em xe nữa nha. Bây giờ mình sẽ rửa sạch sẽ cho các bạn. Em xe này rất là đẹp luôn nè. Một em xe bully cảnh sát nha các bạn. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, các bạn xem này. Cái này là đèn quay của xe nè. Đó, cái này là đầu xe sẽ ngồi ở trong này để mà lái nha các bạn. Wow,
Bully nha các bạn ơi, xe Bully nha, quá là đẹp luôn nha. Bạn ơi chạy thử nào. Wow, 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 quá tuyệt vời nha. Đây là một em xe rồi đấy các bạn ơi. Wow, wow, à, xem nào. Wow, cái này là một chiếc mô tô đấy các bạn ơi. Này các bạn xem này, một chiếc mô tô cảnh sát đó nha các bạn. Đó, quá là đẹp luôn. Đây là thùng của xe nhá. Này là cái để lái nha các bạn. Đó, mình sẽ ngồi ở đây nha. À, các bạn xem này, wow, run lùi này, run đi này, run và tuyệt vời luôn nhá. Tuk, các bạn có thấy gì không? Nào, để mình rửa nha. Đây là một chiếc em máy bay nhé các bạn. Đó, máy bay trực thăng nhá. Cánh quay nè. Wow, bay nào, bay nào. Wow, quá ok luôn. Cái này là chiếc xe gì đây? Để mình xem nhá. Wow, cái này là một chiếc xe cầu xúc đất nha các bạn. Wow, cầu xúc đất màu vàng rất là đẹp nhá. Đây là cái cầu xúc đất này đó. Đó, mình sẽ rửa cho sạch nè. Nào, để xem xe gì nè các bạn ơi. Wow, chứa được nước luôn nè các bạn. Đó, mình sẽ rửa cho sạch nha. Wow, đây là một chiếc em xe ben nha các bạn. Đó, wow, một em xe ben chở này các bạn ơi. Đó, chở được nước này các bạn. Wow, đã chưa. Đó các bạn ơi, rất là đẹp lắm nha. Một em xe gì đây? Wow, cái này là xe khủng long biến hình này các bạn ơi. Đó, wow, các bạn nhìn cái miệng này, wow, cái răng này rất là đẹp luôn nhá. Nào, một chiếc xe gì đây? Wow, cái này là xe địa hình này các bạn ơi, xe Bully cảnh sát trong phim hoạt hình nhá. Wow, các bạn xem này, có mắt này, wow, có miệng đang cười nha. Wow, một em xe gì đây? Một em xe gì đây? Wow, xe Bully cảnh sát này các bạn ơi, rất là đẹp luôn nha. Run đó ơi, đây là một em xe cứu hộ anh em. Đó, đây các bạn xem này, cái này là cái thang cứu hộ này. Một em xe siêu to khổng lồ, mình sẽ xem thử xe gì nhá. Đây, cái này là cái bộ phận hình như là cái gì đây các bạn. Đây, à, cái này là cái để ủi đất này các bạn. Đó, bị rơi ra rồi đó. Cái này nữa này, cái này là cái bộ phận để chống chỗ ủi đất này các bạn. Đó, wow, cái này là các bạn ơi, dính rất là nhiều bùn đất, bây giờ mình phải rửa. Đó, wow, bây giờ mình đã rửa rồi này các bạn ơi. Nó chở được nước rồi đấy các bạn. Đó, tuyệt chưa. Để mình sẽ rửa cái đầu xe để xem nhá. Wow, đây các bạn xem này. Wow, đây có chú công nhân đang lái xe này các bạn. Cái xíu này mình sẽ lắp nhé. Rồi, mình sẽ rửa sạch hết rồi, mình sẽ bỏ vào đây hết nha. Đó, chiếc xe nữa các bạn ơi, cùng xem xe gì nào. Wow, một chiếc em trộn bê tông. Wow, đây, em trộn bê tông này rất là bự luôn nha. Đó,
Cái này là cái để trộn bê tông này các bạn ơi. Đó, mình sẽ xoay nè. Xoay nè, cái này là cái để đổ bê tông xuống nha các bạn nè. Đấy, mình sẽ đưa nước xuống các bạn thấy không? Wow, đã chưa? Cầu thang để treo lên đây nha các bạn đó. Mình sẽ đổ nước này. Wow, các bạn thấy không? Wow, rất là đã đó nha. Cái này là phần đầu xe này đó. Có chú công nhân đang lái ở trong này đó. Cái này là còi xe nha các bạn ơi. Wow, quá là tuyệt vời nhá. Mình sẽ rửa nha. Wow, hình như là rất là nhiều xe luôn này các bạn ơi. Ở đây mình sẽ lấy ra nha. Mình sẽ rửa sạch ở ngoài. Mình lấy ra xem xe gì đấy các bạn. Wow, một chiếc xe nè. Wow, wow, mình sẽ rửa thật sạch nào. Wow, cái này là một em xe cứu hỏa nha các bạn ơi. Đây bên này xe bên này nào. Wow, cái này là một chiếc xe cảnh sát nha các bạn. Wow, còn một chiếc máy bay nữa các bạn ơi. Wow, hình như những chiếc xe này là đội xe cứu hộ trong phim hoạt hình đấy các bạn ơi. Wow, rất là tuyệt luôn nha. Mình đã rửa được rất là nhiều xe luôn đấy các bạn ơi. Bye bye các bạn nha.